Chào mừng các bạn đến với kênh Tiểu học Channel. Hôm nay cô sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện cổ tích thế giới. Câu chuyện được mang tên Công chúa và hạt đậu. Ngày xưa, có một chàng hoàng tử trẻ đẹp sống trong một vương quốc già. Chàng luôn nói với cha mẹ mình rằng: "Con sẽ chỉ cưới nàng công chúa nào thực sự xứng đáng." Không thể tìm được người con gái như ý, một ngày, hoàng tử lên ngựa để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nàng công chúa đích thực. Trong một cuộc hành trình dài, chàng tới được một lâu đài to lớn. Chàng dừng lại để xem liệu có nàng công chúa đích thực nào sống ở đây không. Không tìm được ai cả, chàng tiếp tục cuộc hành trình. Và cứ như thế, chàng đi qua hàng trăm dặm đường và hàng tá vương quốc. Trong suốt cuộc hành trình, hoàng tử đã gặp nhiều nàng công chúa trẻ trung và duyên dáng, nhưng chàng vẫn không thấy ai phù hợp. Không ai trong số họ đạt được tiêu chuẩn mà hoàng tử đã đặt ra cho một nàng công chúa đích thực. Nhiều nhà vua và hoàng hậu nài nỉ chàng cưới con gái của họ, nhưng hoàng tử đã từ chối. Cuối cùng, chàng thất vọng trở về nhà. Một đêm nọ, khi mọi người đang ngủ say thì một cơn bão khủng khiếp kéo tới vương quốc. Tiếng mưa rơi ào ào như trút nước và tiếng sấm gầm lên trên bầu trời đã làm mọi người tỉnh giấc. Nhà vua khi ấy đang nằm trên chiếc giường của mình trong cung điện. Bỗng một tia chớp lóe lên. Nhà vua nhìn thấy từ cửa sổ có một dáng người trông rất yếu ớt đứng trong mưa. Có thể là ai được nhỉ? Nhà vua nghĩ và đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp run rẩy trong cái lạnh và ướt sũng từ đầu đến chân đứng ở ngoài, nhà vua hỏi: "Người là ai? Vào trong đi." Nói rồi nhà vua dẫn cô gái vào bên trong lâu đài. Hoàng hậu và hoàng tử đã đứng ở đó. "Nói cho ta nghe, cô gái trẻ, cô là ai? Và tại sao lại đến đây?" Nhà vua hỏi cô gái một lần nữa, trong khi hoàng tử giúp cô cởi chiếc áo choàng ướt sũng. Hoàng tử thực ra đã yêu cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi là một nàng công chúa đích thực, thưa bệ hạ," cô gái nói và cúi đầu chào nhà vua và hoàng hậu. Hoàng hậu muốn chứng tỏ rằng cô gái đang nói sự thật. Bà suy nghĩ thật kỹ và nảy ra một ý tưởng để xem cô gái xinh đẹp có phải là một nàng công chúa đích thực hay không. Bà chịu trách nhiệm thu xếp một chỗ ngủ thoải mái cho cô gái. Bà đặt một hạt đậu xanh bé tí trên giường trước khi chồng lên đó nhiều lớp nệm. Trong lúc đó, vị khách đáng yêu của bà đã thay quần áo khô và sẵn sàng để đi ngủ. Những người hầu của hoàng hậu rất ngạc nhiên, nhưng không thể hiểu được việc gì đang xảy ra. Hoàng hậu dẫn công chúa đến phòng ngủ. Ở đó có một chồng nệm và một chiếc giường cao, đến nỗi công chúa phải dùng chiếc thang để leo lên đỉnh. "Cô gái yêu quý, ta đã chuẩn bị một chiếc giường đặc biệt, thoải mái dành riêng cho cô. Chúc cô ngủ ngon và có những giấc mơ ngọt ngào," hoàng hậu nói. Hoàng hậu giúp cô gái leo lên giường. "Cảm ơn, thưa hoàng hậu," cô gái trả lời và đi ngủ. Hoàng hậu không thể ngủ ngon vào đêm đó. Bà rất nóng lòng, muốn biết rằng kế hoạch của bà có hiệu quả hay không. Bà thức dậy khá sớm và đi thẳng đến phòng ngủ của công chúa. Bà mong rằng công chúa đã ngủ ngon. Nhưng ô kìa, cô gái trẻ đã thức dậy trên giường rồi. Hoàng hậu rất ngạc nhiên. "Có vấn đề gì vậy, cô gái yêu quý? Cô ngủ không ngon à?" hoàng hậu hỏi. "Vâng ạ, thưa hoàng hậu," cô gái trả lời. "Cháu cảm thấy có cái gì cứng cứng ở dưới giường và cháu đã trằn trọc suốt đêm. Cháu xin lỗi vì nói như vậy, nhưng... chỉ có công chúa đích thực mới có thể cảm nhận được hạt đậu
qua nhiều lớp nệm như thế. Cô chính là một nàng công chúa đích thực, hoàng hậu nói và hôn vào má cô gái. Hoàng tử rất vui mừng khi nghe tin từ mẹ của mình, con đã tìm thấy nàng công chúa đích thực của mình rồi. Chàng hỏi công chúa, nàng sẽ làm vợ ta chứ? Công chúa gật đầu và nói, vâng, thưa chàng, em rất vui lòng được làm vợ của chàng. Nhà vua ra lệnh trưng bày hạt đậu trong phòng triển lãm để mọi người từ khắp nơi đến xem. Người dân trong vương quốc rất tự hào vì hoàng tử đã cưới được một nàng công chúa đích thực. Công chúa rất vui mừng vì được làm vợ của chàng hoàng tử đẹp trai. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn thân mến, các bạn hãy comment bên dưới để cô biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy tiếp tục subscribe kênh Tiểu Học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.